cực lạc Tây phương, thế giới Phật A Di Đà, cõi nước thanh bình, không còn nỗi khổ niềm đau, chấm dứt nghiệp phàm, mọi người đều không thôi chuyến, là nơi hồi tụ những bậc thượng thiên thánh cao. Cực lạc Tây phương là nơi ước mong sinh về, đoàn dứt ba đường cho người lạc an thánh thời. Bấy bao răng hàng vườn rừng thiên nhiên sinh thái, thu chim hết nghiệp đều gió biến hoa mà xa. Cực lạc Tây phương từ nay con nguyện sinh về, một tu căn lành hai tu công đức bao la, ba tốt nhân duyên bốn dùng pháp âm thực tiên, năm niệm Phật tâm bất loạn chuyên nhất an vui. Cực lạc Tây phương người ơi tu tập nhân lành, buông bỏ sau trần không còn lưu luyến trần gian, dứt tham sân si hoàn thành sau ba la mật, dấn thân phụng sự xây dựng lạc quốc nhân gian. Trần gian cực lạc giờ đây con quyết tu hành, giúp đời chuyên nghiệp không còn thù hận sâu bi, đền bí kiên trì con tu đức vô lượng thọ, đèn tuệ soi sáng con nguyện đặt vô lượng quang. Cực lạc Tây phương thế giới Phật A Di Đà, cõi nước thanh bình không còn nỗi khổ niềm đau, chấm dứt nghiệp phàm mọi người đều không thôi chuyến, là nơi hồi tụ những bậc thượng thiên thánh cao. Cực lạc Tây phương là nơi ước mong sinh về, đoàn dứt ba đường cho người lạc an thánh thời. Bấy bao răng hàng vườn rừng thiên nhiên sinh thái, thu chim hết nghiệp đều gió biến hoa mà xa. Cực lạc Tây phương từ nay con nguyện sinh về, một tu căn lành hai tu công đức bao la, ba tốt nhân duyên bốn dùng pháp âm thực tiên, năm niệm Phật tâm bất loạn chuyên nhất an vui. Cực lạc Tây phương người ấy tu tập nhân lành, buông bỏ sau trần không còn lưu luyến trần gian, dứt tham sân si hoàn thành sau ba la mật, dấn thân phụng sự xây dựng lạc quốc nhân gian. Trần gian cực lạc giờ đây con quyết tu hành, giúp đời chuyên nghiệp không còn thù hận sâu bi, đền bí kiên trì con tu đức vô lượng thọ, đèn tuệ soi sáng con nguyện đặt vô lượng quang, đèn tuệ soi sáng con nguyện đặt vô lượng quang.